Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, khởi đầu một ngày của mình bao giờ cũng là một ly cam. Cam Mỹ rất là rẻ và ngọt nha các bạn. Nhưng mà chị em phụ nữ mình nhớ nhé, cam chúng ta uống chỉ nên uống vào buổi sáng hoặc là đầu giờ chiều. Vì buổi tối cơ thể chúng ta không kịp đào thải C, cho nên là sẽ gây ra bệnh sạn thận. Cho nên chị em mình phụ nữ mình nhớ nhé, chăm sóc sắc đẹp theo khoa học. Rồi ngày hôm nay mình sẽ trở lại với một cái chủ đề là làm thế nào để chị em phụ nữ chúng ta trở thành một người phụ nữ quyến rũ. Wow, nghe thì rất là đao to búa lớn đúng không các bạn? Nhưng các bạn ơi, mình biết chắc là chị em phụ nữ chúng ta luôn luôn sẽ mong muốn là ước gì mình có một cái đôi chân dài như cô A, mình có một làn da trắng như Ngọc Trinh, mình có đôi mắt đẹp như cô B. Nhưng các bạn ơi, chúng ta hãy mạnh dạn làm một cái phiên bản tốt nhất của chính chúng ta nhé. Tại vì mình biết chắc chắn ai cũng có những cái khuyết điểm và ai cũng có những cái ưu điểm cả. Mà bản thân mình cũng vậy thôi, mình cũng thích một trở thành một người đẹp như cô A. Nhưng các bạn quên mất một điều là người khác cũng thích những cái điểm mà chúng ta đang có. Vì vậy, chúng ta hãy ngừng so sánh. Chừng nào chúng ta còn so sánh là chúng ta chưa biết hạnh phúc là gì cả. Chúng ta không phải là một phiên bản lỗi. Không có một ai là phiên bản lỗi trên cuộc sống này cả. Chúng ta là một phiên bản hoàn hảo nhất nếu chúng ta muốn. Và bây giờ, các chị em phụ nữ hãy mạnh dạn là một cái phiên bản hoàn hảo nào. Chúng ta hãy yêu luôn những cái khiếm khuyết trên cơ thể của chúng ta. Tại vì bản thân chúng ta mà còn không yêu được những cái khiếm khuyết của chúng ta thì làm sao mà chúng ta yêu cầu người khác yêu mến chúng ta được. Và khi chúng ta đã yêu mến các bạn cả những cái khiếm khuyết trên cơ thể chúng ta rồi, chúng ta sẽ là một người phụ nữ tự tin. Các bạn ơi, cái sự tự tin của một người phụ nữ nó là một cái trang sức cực kỳ đắt giá nha các bạn. Sự tự tin nó sẽ thể hiện thần thái của các bạn, tự tin nó thể hiện ánh mắt của các bạn, và sự tự tin nó thể hiện trong cái dáng ngồi của các bạn, trong cái tư thế đi lại của các bạn và trong cả cách nói chuyện của các bạn. Vậy thì bây giờ các bạn hãy nhìn xem, các bạn hãy soi gương xem dáng đi của mình nó có bị khòm hay không. Chúng ta ngồi nó đã thẳng thớm chưa? Và cái tư thế của chúng ta trong mọi sinh hoạt nhìn nó có bị giống như mình nói là có nhiều người nhìn sao nó trông nó cứ nghèo hèn thế. Thì chúng ta phải thay đổi đi. Như chẳng hạn rất là đơn giản thôi. Đây là một cuốn sách này mà mình thấy các cô model cũng hay dùng. Khi mà chúng ta đi, chúng ta hãy đặt cuốn sách lên trên đầu và chúng ta thử đi xem là chúng ta có bị rớt sách hay không. Và chúng ta hãy tập lên cho các bạn. Rồi chúng ta ngồi, chúng ta cũng lên ngồi một cái tư thế thẳng thớm. Đấy, cái sự tự tin nó thể hiện trong cả cái dáng đi của các bạn và trong cả cái dáng ngồi của các bạn. Và khi chúng ta tự tin rồi, mình biết chắc một điều rằng các bạn sẽ là một người phụ nữ tỏa sáng. Rồi, vậy thì thêm vào nữa là các bạn phải nhớ một cái điều này. Chúng ta cũng phải loại bỏ bớt những cái độc tố xung quanh chúng ta. Tại vì chúng ta phải thu hút những cái năng lượng tích cực. Đầu tiên các bạn phải làm một cái năng lượng tích cực thì các bạn mới thu hút được cái năng lượng tích cực. Còn nếu như các bạn rất là nhiều cái năng lượng xấu qua cái tác phong của các bạn, qua cái sự không tự tin của các bạn, rồi qua cái quần áo của các bạn nhàu nhĩ không hợp thời, rồi tóc tai các bạn thì rối bù, mặt mũi thì da khô da sạm, môi nứt nẻ, rồi thêm vào đó là nhà cửa thì không gọn gàng sạch sẽ. Vậy là các bạn đang sống trong một cái môi trường đầy độc tố như thế, thì làm sao các bạn có được cái sự tự tin, làm sao các bạn có được cái sự quyến rũ? Cho nên các bạn ơi, các bạn hãy nhớ cho chị cho mình nhé, nhà cửa các bạn phải gọn gàng sạch sẽ. Mình tin chắc một điều rằng nhà cửa gọn gàng sạch sẽ thì các bạn sẽ là một người biết cách tổ chức cuộc sống cho các bạn một cách kế hoạch tốt nhất. Tại vì những người mà không gọn gàng sạch sẽ, mình không tin được rằng là người ta có một cái sự sắp đặt kế hoạch cuộc sống người ta tốt được. Cho nên như chị em phụ nữ mình hãy nhớ nhé, gọn gàng sạch sẽ nhưng mà cũng đừng làm quá. Tại vì đàn ông người ta rất sợ người phụ nữ quá kỹ tính, quá cầu toàn, phiên phiến thôi, sợ gọn gàng sạch sẽ thật nhưng mà nó cũng là vừa phải chứ nó đừng có làm quá. Rồi thêm vào nữa là cái sự tự tin của các bạn cũng đừng làm quá lên một chút, nó sẽ thành kiêu ngạo là người ta cũng không thích đâu. Rồi nó hạ xuống một chút nữa thì nó sẽ thành tự ti. Cho nên chúng ta hãy giữ mức tự tin. Rồi chúng ta hãy xem là tóc tai của chúng ta nó có bị khô sơ không. Tóc của mình thì nó cũng tởm lắm chứ nó cũng không có đẹp đâu, cho nên các bạn đừng nhìn vào tóc của mình. Nhưng mà các bạn hãy soi gương, các bạn xem là tóc của các bạn nó bị khô sơ không. Tại vì có thể khuôn mặt các bạn rất là đẹp, trang phục các bạn rất là hợp thời, nhưng mà cái tóc của bạn nó khô, nó sơ lên, hay là các bạn để một cái kiểu tóc nó quá không phù hợp thì tự dưng nó hỏng hết luôn,
nó hỏng hết là những cái khác mà các bạn chuẩn bị. Cho nên chị em phụ nữ mình hãy nhớ nhé, hãy hãy mạnh dạn đến những cái thợ cắt tóc lành nghề, người ta tạo cho các bạn những kiểu phù hợp, và tóc của bạn khô sơ thì các bạn hãy cố gắng làm sao cho nó hấp dầu đi mướt. Mà rất là có nhiều cách rẻ tiền làm theo kiểu thiên nhiên cũng làm cho tóc các bạn nó mượt hơn. Chúng ta phải chăm sóc bản thân chúng ta mới là người quyến rũ được. Và thêm vào nữa là chúng ta hãy nở một nụ cười thật là tự nhiên. Các bạn biết không, đối với một người đàn ông, gặp một người phụ nữ tự tin, nở một nụ cười tỏa nắng, thì mình đảm bảo với các bạn rằng tan chảy hết, gươm giáo cầm trong tay cũng buông hết xuống, và nụ cười tươi tắn tự nhiên của các bạn nó sẽ thu hút rất là nhiều cái năng lượng tích cực. Cho nên chúng ta đừng ngại mà đừng đừng có nghĩa đừng hà tiện nụ cười, đừng hà tiện lời khen với người khác. Và các bạn khi mà các bạn muốn góp ý ai thì các bạn cũng góp ý một cách nhẹ nhàng. Cho nên là những người phụ nữ như vậy, mình biết chắc chắn là sẽ thu hút rất là nhiều người, nhiều năng lượng tích cực, và rất là nhiều người sẽ ngưỡng mộ bạn từ những cái đơn giản, chứ không phải là người ta ngưỡng mộ bạn vì bạn mặc một cái áo hàng hiệu hoặc là một cái túi xách hàng hiệu. Hàng hiệu nó chỉ là tô điểm trong cuộc sống của các bạn. Ví dụ như các bạn chưa có tiền để mặc một cái áo hàng hiệu, các bạn vẫn có thể mặc một cái áo bình dân nhưng nó hợp với các bạn thì các bạn vẫn đẹp. Có thể tóc của bạn không phải uống xù hay là phải nhuộm lên, nhưng mà tóc của các bạn nhìn nó rất là khỏe mạnh và có một cái kiểu tóc nó hợp với các bạn thì các bạn đã đủ đẹp rồi, các bạn đã đủ lộng lẫy rồi. Các bạn nên nhớ cho mình nhé, phụ nữ đẹp được yêu là bình thường, phụ nữ xấu được yêu đó mới là nữ hoàng. Và mình rất mong tất cả mọi chị em phụ nữ chúng ta hãy là một cái phiên bản tốt nhất. Chúng ta đừng đợi có tiền chúng ta mới làm được điều đấy. Chúng ta vẫn có thể uống chanh mật ong vào buổi sáng, rồi chúng ta vẫn có thể là dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, và chúng ta tự tin với cái phiên bản của chúng ta. Và thêm vào nữa là chúng ta độc lập nhé các bạn. Độc lập ở đây là các bạn hãy chăm chỉ học tập, rồi kiếm một công việc làm tốt. Khi chúng ta có việc làm tốt, chúng ta có thu nhập, các bạn sẽ dễ dàng làm những cái các bạn muốn. Vì vì mình biết rằng cái sự tự 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 ti của một người nó sẽ bắt nguồn từ tài chính rất là nhiều. Nếu các bạn không làm ra tài chính, các bạn đi đến đâu, các bạn nói câu gì, các bạn cũng rón rén, các bạn không dám bày tỏ chính kiến của các bạn không dám theo đuổi ước mơ của các bạn gặp một người đàn ông nào đó, các bạn cũng không tự tin thể hiện bản thân mình, các bạn sợ người ta không thích mình, hoặc là các bạn trong cuộc tình các bạn luôn luôn ở ở cái thế là dưới cơ hơn, lúc nào cũng sợ người đàn ông bỏ mình vì các bạn nghĩ rằng các bạn không thể tìm người đàn ông khác tốt hơn. Chính vì các bạn không tự tin và các bạn không độc lập đấy, cho nên các chị em mình phụ nữ mình phải nhớ nhé, hãy yêu mến bản thân mình, hãy mạnh dạn bày tỏ sở thích của mình, hãy sống theo cái mình đam mê, mình mong muốn, và độc lập tài chính. Thêm vào nữa, những chị em phụ nữ nào không có điều kiện học hành thì chúng ta hãy mạnh dạn chọn một cái nghề nghiệp phù hợp cho chúng ta. Không có nghề nào xấu, chỉ có người xấu thôi nha các bạn. Có rất là nhiều nghề nghiệp người ta còn còn kinh doanh, còn kiếm tiền tốt hơn là cái người đi học đại học. Cho nên đừng cứ nghĩ rằng là cứ học đại học ra là chúng ta mới tự tin. Không, chúng ta tự tin chúng ta vào cái chúng ta đang có, chúng ta hài lòng với cái cuộc sống đang có, và chúng ta luôn luôn có một cái tính cầu thị, xung quanh chúng ta luôn là cái năng lượng tích cực, thì chắc chắn là chúng ta là một người phụ nữ hạnh phúc. Và một người phụ nữ hạnh phúc nó sẽ là một cái trang sức đắt giá nhất, trang tô điểm cho cuộc đời người phụ nữ. Và vậy thì rõ ràng chị em chúng ta còn ngại ngần gì nữa mà không làm, không lập kế hoạch cho mình, không dọn dẹp nhà cửa, không chăm sóc bản thân, không chăm chỉ học hành hoặc là làm nghề một cái nghề giỏi để chúng ta nuôi sống được cho chúng ta, và chúng ta sẽ có một cái sự tự do, chúng ta lựa chọn hạnh phúc chúng ta muốn, chúng ta đi với người đàn ông nào chúng ta muốn, chúng ta thức dậy nơi nào chúng ta muốn, chứ không phải là chúng ta lệ thuộc vào một cái điều gì đấy làm cho chúng ta trở thành yếm thế hơn. Thì mình chia sẻ với các bạn những điều này, mình cũng chỉ là người phụ nữ bình thường, tóc mình vẫn còn khô sơ lắm chứ cũng chưa phải mượt mà đẹp như những cô khác, nhưng mà hy vọng là những cái mình chia sẻ sẽ giúp cho chị em phụ nữ thêm có niềm tin yêu vào cuộc đời hơn. Và các chị em phụ nữ nhớ nhé, chúng ta hãy cứ cười tươi, hãy hãy đừng có tiếc lời khen đối với những người xung quanh. Người đàn ông người ta rất sợ ở bên cạnh một người phụ nữ càu nhàu nhàu nhĩ, và các bạn nhớ cho mình một điểm này nhé, nội y. Chị em phụ nữ chúng ta phải quan tâm đến nội y, mặc dù nội y của chúng ta nó là cái bên trong chứ không phải cái bên ngoài, nhưng nếu như nội y các bạn đẹp là các bạn đã yêu mến cái thật bản thân các bạn, và các bạn sẽ
Thực ra nó là một cái vô hình đó nha các bạn. Nhưng khi các bạn mặc một cái nội y đẹp, mình đảm bảo với các bạn rằng nó sẽ góp phần tăng thêm cái sự tự tin của các bạn. Vậy thì các bạn đừng ngần ngại chăm sóc bản thân mình nhé. Chúng ta hãy chăm sóc trong cái điều kiện chúng ta có. Khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta hãy nghĩ tới cái phương pháp để giải quyết khó khăn thay vì chúng ta than vãn. Người đàn ông người ta cũng rất là sợ người phụ nữ than vãn. Chúng ta hãy mạnh dạn để giải quyết khó khăn, chúng ta thông qua những người thân, thông qua bạn bè để chia sẻ, để cùng nhau tháo gỡ khó khăn trên một cái chiều hướng tích cực. Và các bạn phải nên nhớ một điều như thế này, hai mặt của một vấn đề, cái gì nó cũng có hai mặt của vấn đề. Nếu như chúng ta chấp nhận được, chúng ta sẽ cảm thấy là cuộc sống nó không có cái gì là nặng nề cả. Rất hy vọng là chị em phụ nữ chúng ta hãy trở thành một cái phiên bản tốt nhất và là một cái người phụ nữ quyến rũ. Nhớ nhé, chị em mình hãy chăm sóc bản thân mình. Da khô thì hãy bôi lotion đi. Rất là nhiều cái lotion rẻ tiền, không cần phải mắc tiền, chúng ta vẫn có thể làm được. Giá trị của chúng ta là từ bản thân bên trong chúng ta, chứ không phải là cái hàng hiệu đắp vào người chúng ta nhé. Rồi, một vài lời chia sẻ với các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, và chị em phụ nữ hãy luôn yêu thương bản thân mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.